Cái mà mình sợ nhất đó chính là phải đi gác đêm. Tại sao mình... đó luôn là phần rùng rợn nhất. Tại sao mình lại sợ đi gác đêm nhất? Sao ma? Đơn giản là vậy, mà mình sợ ma. Cara không sợ nói như thế không, để ekip sắp xếp ma cho Cara. Sắp xếp ma là sao? Mình điều khiển được à? Ghê thật sự. Đừng mọi người, hãy thương lấy tấm thân bé nhỏ này ạ. SOS. Mình sợ mình kiểu không có một cái gì đó, mình không quen cái giấc ngủ ấy, mình sợ mình không dậy đúng giờ được thôi. Còn lại thì mình nghĩ là mình cố gắng mình sẽ được. Nào, giữa độ cao và bẩn. Độ cao rồi bẩn. Bẩn. Được. Ok. Giữa côn trùng và bò sát. Không sợ. Ok. Giữa tiếng nổ và bơi. Tiếng nổ và bơi ạ? Bơi. Thì có gọi là sợ bơi. Ok, bóng tối và không gian hẹp. Bóng tối. Thế giữa bơi và bóng tối. Bơi. Giữa bơi và độ cao. Độ cao. Ok, đây là Ca sợ độ cao nhất đúng không? Mình có thể gửi một lời đến Ca cho mọi người được không? Dù có chuyện gì chăng nữa thì đây là một đã làm điều rất thú vị trong cuộc sống này. Cứ tiếp tục cố gắng hết mình là được. Không biết bơi